Các tiêu chí lựa chọn bác sĩ cấy ghép implant. Những điều mà bạn cần biết. Chào mừng các bạn đã đến với ngày thứ 9 của chuỗi video về trồng răng implant. Việc lựa chọn bác sĩ thực hiện cấy ghép implant là một trong những quyết định quan trọng nhất để bạn cần phải thực hiện. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái tiêu chí cần quan tâm khi mà lựa chọn bác sĩ. Và để đảm bảo rằng là bạn được điều trị bởi một chuyên gia có kinh nghiệm và tay nghề. Kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, việc đào tạo chứng chỉ một bác sĩ thì sẽ cần có chuyên môn trong cấy ghép implant, thường đã trải qua các khóa đào tạo chuyên sâu và được cấp chứng chỉ bởi Bộ Y tế. Điều này sẽ giúp cho bác sĩ đó có đầy đủ về mặt pháp luật được cấy ghép implant cho bạn. Thứ hai đó là kinh nghiệm thực tiễn. Kinh nghiệm thực tiễn của bác sĩ là yếu tố rất quan trọng. Một bác sĩ đã thực hiện nhiều ca cấy ghép implant thành công sẽ có khả năng đối phó với những cái tình huống phát sinh trong cái quá trình phẫu thuật. Từ đó sẽ giảm thiểu rủi ro và tránh những cái nguy cơ biến chứng có thể xảy ra và đảm bảo kết quả tốt nhất cho bạn. Thứ ba đó là phản hồi từ khách hàng. Các bạn có thể tìm hiểu đánh giá các phản hồi của khách hàng trước đó một cách hiệu quả để đảm bảo cái uy tín cũng như chất lượng dịch vụ của bác sĩ. Những cái đánh giá này có thể cung cấp cho bạn cái nhìn thực tế và trải nghiệm điều trị và kết quả mà bác sĩ đã mang lại cho các khách hàng trước đó. Và nếu thứ tư là hãy tham khảo từ người thân, người quen. Nếu mà bạn có người quen hoặc là người thân đã từng cấy ghép implant thì hãy hỏi họ về kinh nghiệm của mình, về trải nghiệm của họ như thế nào và xem họ có đề xuất bác sĩ nào không. Lời khuyên từ người quen thường rất là đáng tin cậy và giúp cho bạn cảm thấy yên tâm hơn khi mà ra quyết định nhé. Và thứ năm đó là khả năng giao tiếp và tư vấn. Kỹ năng giao tiếp, một bác sĩ giỏi không chỉ là người có tay nghề cao mà còn phải có khả năng giao tiếp tốt. Họ sẽ cần giải thích rõ ràng về mặt quy trình, các rủi ro có thể xảy ra và lợi ích của việc cấy ghép, cũng như là lắng nghe và trả lời mọi câu hỏi của bạn một cách chi tiết, tư vấn cá nhân hóa. Mỗi khách hàng đều có những cái nhu cầu và mong muốn riêng. Một bác sĩ giỏi sẽ cần biết cách tư vấn cá nhân hóa, đưa ra các giải pháp điều trị phù hợp nhất với cái tình trạng và mục tiêu của bạn. Cuối cùng là cơ sở vật chất và công nghệ. Trang thiết bị hiện đại là một trong những cái tiêu chí để giúp cái implant hiệu quả hơn. Nó cũng sẽ giúp cho bác sĩ đánh giá chính xác và đảm bảo an toàn các bạn trong quá trình cấy ghép. Hãy tìm hiểu xem phòng khám của bác sĩ có sử dụng những công nghệ hiện đại như là chụp CT 3D, phòng khám sạch sẽ và chuyên nghiệp. Môi trường điều trị cũng rất là quan trọng. Một phòng khám sạch sẽ và gọn gàng và chuyên nghiệp không chỉ mang lại cảm giác yên tâm mà còn giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng của các biến chứng. Và các bạn hãy lưu ý, và tại nha khoa của bác sĩ Cường thì trước khi mà bác sĩ điều trị thì bác sĩ sẽ thăm khám, sẽ chụp phim CT và sẽ lên phác đồ điều trị. Và sau đó thì bác sĩ sẽ chưa cắm ngay đâu ạ. Bác sĩ sẽ... Như vậy là việc lựa chọn bác sĩ cấy ghép implant có thể quyết định cái sự thành công của toàn bộ quá trình điều trị. Và hãy dành thời gian tìm hiểu, lựa chọn cẩn thận để đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được cái sự chăm sóc tốt nhất. Và trong video tiếp theo thì bác sĩ Cường sẽ giải đáp một số câu hỏi mà rất nhiều người lo lắng. Đó là cấy ghép implant có đau không? Và làm thế nào để giảm thiểu cái cảm giác đau sau khi mà chúng ta tiến hành phẫu thuật nhé. Hãy đón xem và tiếp tục theo dõi chuỗi video bác sĩ Cường nhé. Xin chào.